qua màn hình máy tính, nhạc trưởng Misak Badodarian đã chỉ huy 44 nhạc công dàn nhạc giao hưởng quốc gia Syria trình diễn bản La Cumbasita của nhà soạn nhạc người Uruguay Gerardo Matos Rodriguez. Để có được buổi trình diễn trực tuyến phát trên trang Facebook của Bộ Văn hóa Syria, dàn nhạc đã phải mất 2 tuần để tập luyện. Kết quả buổi diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng. Đây là một trải nghiệm vui buồn đan xen. Chúng tôi vui vì có thể mang điều gì đó đến với khán giả, nhưng thật lòng tôi vẫn cảm thấy buồn vì không được thực sự đứng trên sân khấu. Chia sẻ của nhạc trưởng Badorian cũng là cảm nhận chung của các nhạc công tham gia trình diễn. Do dịch COVID-19, chính phủ Syria đã hạn chế mọi hoạt động tập trung đông người. Đến nay, quốc gia Trung Đông đã ghi nhận 44 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong.